cách đây 6 năm, ở độ tuổi 18, trong khi bạn bè đồng trang lứa với Kylian Mbappé chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì cậu nhóc người Pháp đã là nhà vô địch World Cup, đồng thời trở thành tân binh đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Paris Saint-Germain. Vậy nên dù đứng ở góc độ nào, nếu Mbappé thấy bản thân trưởng thành sớm hơn người khác thì cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì kể từ khi nâng cao chiếc cúp vàng trong đêm mưa nặng hạt tại Luniki và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, nhìn ra rùa đã ở một cương vị khác, thực sự là một bước tiến nhảy vọt so với chính anh của 2-3 tháng về trước. Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ vẫn có đôi chút hoài nghi về số tiền 180 triệu euro mà ban lãnh đạo PSG chi ra để hoàn tất thương vụ này. Bởi trong quá khứ từng có nhiều sao mai thành danh từ rất sớm nhưng lại không thể phát triển như đúng sự kỳ vọng ban đầu. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, giờ đây chẳng còn ai nghi ngờ tài năng chơi bóng của Mbappé. Tiền đạo người Pháp được định sẵn sẽ là người kế thừa di sản của Ronaldo de Lima, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, là người tiếp theo bước chân vào ngôi đền huyền thoại của những chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại. Để biết tài năng chơi bóng của Mbappé xuất sắc như thế nào, hãy thử hỏi các cầu thủ Argentina vừa tham gia kỳ World Cup 2022, những người đã có một trải nghiệm mà chắc rằng cả đời này họ chẳng bao giờ quên. Suýt chút nữa Mbappé đã lần thứ hai liên tiếp phá hỏng giấc mơ vàng của Messi cùng các đồng đội. Một mình Mbappé khi ấy đã hóa thân thành siêu nhân với một cú hat-trick trong trận chung kết để buộc La Albiceleste từ chỗ đang dẫn trước 2 bàn thắng phải bước vào chấm 11m may rủi với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Khi bạn chơi bóng xuất sắc, khi bạn nằm trong số ít những người mang đẳng cấp thế giới, dễ hiểu khi danh vọng và tiền tài cứ liên tiếp tìm đến bạn. Hồi mới chập chững lên đội 1 của AS Monaco vào năm 2015, mức lương của Mbappé chỉ vỏn vẹn 3.000 euro mùa. Con số này tăng lên 1,1 triệu euro mùa sau đó một năm, trước khi chạm đến mốc 17,7 triệu euro mùa trong năm đầu tiên chuyển đến thi đấu tại Parc des Princes. Trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2022, mỗi năm PSG phải trả cho Mbappé số tiền khoảng 32 triệu euro mùa, chưa kể các khoản tiền thưởng khác. Và bắt đầu từ mùa giải năm 2022 đến năm 2023, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản lựa chọn gia hạn thêm 1 năm, ngôi sao sinh năm 1998 nhận về 72 triệu euro mùa. Đó còn là chưa kể đến khoản tiền thưởng cho lòng trung thành lên đến 240 triệu euro được chi trả trong 3 đợt. Người ta ước tính nhà vô địch World Cup 2018 sẽ bỏ túi tổng cộng 630 triệu euro nếu ở lại PSG đến hết mùa hè 2025. Chẳng những vậy, nhiều thông tin cho rằng Mbappé còn được hưởng những đặc quyền vượt xa tầm ảnh hưởng của một cầu thủ bóng đá thuần túy, bao gồm cả việc có tiếng nói trong chuyện lựa chọn huấn luyện viên trưởng cũng như công tác chuyển nhượng của đội bóng. Vậy nên bạn đã biết vì sao Mbappé lại rạng rỡ trong ngày công bố bản hợp đồng mới với PSG rồi chứ? Bức ảnh một bên là chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG, người đã thành công trong việc thuyết phục viên ngọc quý của mình ở lại nước Pháp trước sự trèo kéo gắt gao của Real Madrid trong mùa hè 2022. Một bên là nhân vật chính của câu chuyện, người đã trở thành cầu thủ có chế độ đãi ngộ cao nhất trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên trong cuộc sống có một câu nói rất hay là người ta đến vì điều gì thì cũng có thể ra đi vì chính điều đó. Trước kia, Mbappé quyết định rời AS Monaco để chuyển đến đầu quân cho PSG bởi đội bóng thủ đô nước Pháp đáp ứng trọn vẹn cho chàng trai mới lớn cả hai tiêu chí quan trọng là tiền bạc và khả năng cạnh tranh danh hiệu. PSG không phải trạm trung chuyển cầu thủ như Monaco, họ giàu tham vọng hơn và cũng thừa tiềm lực tài chính để hiện thực hóa tham vọng đó. Trong 10 mùa giải gần nhất, PSG hoàn toàn thống trị đấu trường quốc nội với tổng cộng 29 danh hiệu, trong đó tiêu biểu là 8 chức vô địch Ligue 1. Thế nhưng nếu chỉ muốn xưng hùng nước Pháp thì Le Parisien đâu cần đến tài năng của Mbappé. Câu hỏi ngược lại cũng được đặt ra rằng nếu chỉ quanh quẩn làm vua xứ mù thì PSG có thể giữ chân viên ngọc quý của mình bao lâu? Ngay từ khi còn rất trẻ, Mbappé đã là một cầu thủ tham vọng. Nhưng cũng như người đàn anh Cristiano Ronaldo, Mbappé là mẫu cầu thủ nói được làm được. Suốt 6 năm qua, chàng trai này đã phá vỡ nhiều kỷ lục để chứng minh điều đó. Tuy vậy, điều mà Mbappé còn thiếu để tiếp bước Rossi chính là danh hiệu Champions League và quả bóng vàng, thứ mà PSG chưa thể cho anh được. Thành tích tốt nhất của PSG trong 6 năm qua tại đấu trường danh giá nhất châu Âu chỉ là 2 lần vào đến bán kết và 1 lần vào đến chung kết. Trong 4 mùa giải còn lại, PSG đều bị loại từ vòng 1/16. Cảm giác bất an đó đã đeo bám Mbappé suốt một khoảng thời gian dài. Ban lãnh đạo PSG đã có những nước đi sai lầm khiến cho đội bóng chẳng những không tiến bộ, ngược lại còn ngày càng sa sút. Đó chính là lý do để giải thích vì sao Mbappé đang rất muốn ra đi, thoát khỏi vòng an toàn do chính anh tạo ra 6 năm về trước. Và Real Madrid là bến đỗ mà Mbappé đã nhắm sẵn cho tương lai.
Có lẽ chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chẳng thể ngờ rằng cầu thủ mà ông định sẵn sẽ là trung tâm của kế hoạch phát triển PSG trong tương lai, luôn sẵn sàng thỏa hiệp vô điều kiện để chiều lòng, lại, quay ngoắt 180 độ, muốn ra đi. Giữa tháng 6 năm 2023, Mbappé khiến nội bộ PSG dậy sóng với việc thông báo sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Bất chấp áp lực từ ban lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ, Mbappé vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình suốt gần 2 tháng vừa qua. Điều này dẫn đến hệ lụy gì? Giờ đây Mbappé chỉ dành cho PSG hai sự lựa chọn. Hoặc đội bóng nước Pháp bán anh ngay mùa hè này, hoặc giữ lại đến hết mùa giải năm 2023 đến năm 2024 rồi chấp nhận để ngôi sao sáng nhất đội hình ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuyệt nhiên không có sự lựa chọn thứ ba. Và cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã biết câu trả lời của ban lãnh đạo PSG. Để đẩy mọi thứ lên cao trào, đầu tháng 7 năm 2023, Mbappé đã có phát ngôn gây sốc trong bài phỏng vấn với France Football. Tôi không muốn ở một câu lạc bộ không có tinh thần phấn đấu, thiếu tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Mục tiêu cuối cùng của tôi là vô địch Champions League. Tôi không biết PSG thiếu gì để vô địch Champions League. Câu hỏi này không dành cho tôi. Bạn cần nói chuyện với những người đứng đầu đội bóng. Rõ ràng điều này đã chọc giận Nasser Al-Khelaifi. Ngay lập tức, ông có màn đáp trả đanh thép thông qua AMC Sport. Nếu đây là những gì Mbappé nghĩ, tại sao anh ta không ra đi ngay bây giờ? Khi tình yêu kết thúc thì thù hận lên ngôi. Nasser Al-Khelaifi muốn tống tiền Mbappé ngay mùa hè này. Vị chủ tịch 49 tuổi đã ra lệnh xóa toàn bộ mọi thứ liên quan đến Mbappé ra khỏi đội bóng. Bức ảnh bên ngoài sân vận động Parc des Princes bị gỡ xuống. Những chiếc áo đấu số 10 cũng biến mất trong các cửa hàng trưng bày. Chủ nhân của chúng bị gạch tên ra khỏi danh sách du đấu tiền mùa giải, đồng thời dính án cấm luyện tập cùng đội một vô thời hạn. Cũng chẳng vừa, Mbappé tuyên bố sẽ ở lại PSG thêm 1 năm, dù có phải ngồi không ăn lương. Sự lì lợm của Ninja Rùa còn thể hiện qua việc anh vẫn đến sân tập hàng ngày, tham gia tập luyện với các cầu thủ trẻ, không quên chụp ảnh cười tâu toét và ký tặng người hâm mộ trước khi ra về. Điều này giống với một ngôi sao đang tận hưởng niềm vui bất tận hơn là một người hiện bị đưa vào danh sách đen. Ngay từ đầu, Mbappé đã là người làm chủ cuộc chơi do chính anh tạo ra. Từ chuyện quyết định việc kích hoạt hợp đồng cho đến việc có quyền lựa chọn ra đi hay ở lại. Cụ thể, PSG dù nhận được lời đề nghị lên đến 300 triệu euro từ Al Hilal nhưng đành nhắm mắt cho qua vì Mbappé không hứng thú với việc chuyển đến Ả Rập chơi bóng. Thời gian càng trôi về cuối kỳ chuyển nhượng, PSG mới là bên chịu thiệt thòi. Mong muốn lớn nhất của PSG vào lúc này là Real Madrid chịu chi tiền để rước Mbappé về Tây Ban Nha. Mùa hè năm ngoái, họ nhận được một đề nghị lên đến 200 triệu euro từ Los Blancos, nhưng tình cảnh hiện tại đã khác. Real giờ chẳng có lý do nào phải vội, nhất là khi họ đã đạt thỏa thuận nội bộ với Mbappé. Nhiều nguồn tin cho biết, Real Madrid muốn chiêu mộ Mbappé ngay trong mùa hè này, tuy nhiên họ cũng sẵn sàng chờ thêm 1 năm nữa để sở hữu Mbappé miễn phí. Sai lầm lớn nhất của ban lãnh đạo PSG xuất phát từ việc họ quá chiều chuộng Mbappé. Những khoản đãi ngộ trên trời tưởng chừng sẽ trói chặt Mbappé ở lại nước Pháp lâu dài, bỗng dưng giờ đây lại trở thành rào cản khiến họ khó lòng bán người. Suy cho cùng, tiền bạc không phải lúc nào cũng là tất cả. Mbappé giờ đã rất giàu có, điều anh hướng đến là danh hiệu và sự thừa nhận của cả thế giới.